cuộc sống của hot girl Lâm Á Hân ra sao sau 2 năm ly hôn chồng, vì bị phản bội. Hiện tại, Lâm Á Hân đang có cuộc tình đẹp với chủ sót thời trang bùi công kha, Lâm Á Hân cũng dành thời gian chăm sóc tốt cho con gái của mình. Lâm Á Hân và rapper Phạm Hồng Hải từng có 2 năm sống chung một nhà, cả hai có hai con một trai một gái. Năm 2018, cặp đôi đã ly hôn trong ồn ào. Lâm Á Hân nhiều lần tố chồng ngoại tình, được biết sau khi ly hôn, cô nàng Hot Girl nuôi con gái còn Phạm Hồng Hải chăm sóc con trai. Đến nay, Lâm Á Hân đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên bạn trai, được biết bạn trai của Lâm Á Hân có tên là Bùi Công Kha, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, anh chàng này là chủ một shop thời trang khá lớn nằm trên phố Pasteur, quận 1. Bên cạnh đó, Lâm Á Hân cũng có công việc kinh doanh của riêng mình, hiện tại Lâm Á Hân vẫn làm mẹ đơn thân và chưa tính đến chuyện kết hôn với bạn trai. Mới đây, Hot Girl này chia sẻ 26 xuân thì đã trôi qua rồi hì. Mong Hân vững tâm, bình an sống vui vẻ khoảng xuân sắp tới. Có thiệt nhiều sức để giải đáp hết thắc mắc của cục kế bên và yêu thương chăm sóc những điều hân chân quý, còn nhiều điều ở phía trước phải bước qua được hết cho cuộc sống vẹn tròn hen, mãi mãi tuổi 16. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.